Hello hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại Quê Phong TV. Hôm nay anh em mình sẽ đi lên đền Chín Gian để mà review, để mà quay để lễ hội đền Chín Gian để gửi đến tất cả mọi người. Ok. Phía đằng sau mình sẽ là cái cổng chính đi lên đây nhá, cái cổng cho ô tô xe máy đi lên được. Ô tô xe máy chỉ lên đến tới cái bãi này để mà các cái trang thiết bị chuẩn bị cho những cái lễ hội sắp được diễn ra. Còn ở phía bên đền chính đây thì có cái đường đi bộ lên theo cái bậc thang đi lên tít ở trên này các mọi người nhé, nên rất là cao luôn. Các bạn thân mến, hiện nay mình đang có mặt tại cái lối đi lên của đền Chín Gian thuộc xã Trúc Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Bây giờ mình sẽ dẫn tất cả mọi người đi lên trên này tham quan và review một số cái công trình của cái đền Chín Gian này để gửi đến tất cả mọi người nhé. Bây giờ mọi người đi theo chân mình nhé. Cái bậc thềm này nó dẫn lên tít trên kia rất là cao nha. Hai đứa đi lên nhanh, lên nhanh. Hai đứa học lớp mấy rồi? Đứa này lớp 7 hả? Hai đứa có hay đi lên đây chơi không? Ít khi lắm. Nhà ở đâu đấy? Em từ thị trấn. Thị trấn à? Nhỏ này. Em từ thị trấn. Ở đây có hai bạn nhỏ này nhá, hai thanh niên. Hai thanh niên đang đi lên đây chơi. Ôi. Yep. Leo cái này cũng mệt. Bở hơi tai đấy. Ôi. Đây. Phía trước mình đây. Phía trước mình đây là đồng chí Kiên. Đồng chí Kiên đang đi lên. Ok. Rồi. Tiếp tục nào. Mấy bậc rồi đồng chí Kiên ơi? Lên tới đây mình thấy hai bên cổng rộng rất là to. Đây, phía bên này sẽ là một cái tường rộng rất là to luôn mọi người. Ở phía bên này cũng thế. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên tiếp ở phía trên này nhé. Ở đây sẽ có một cái lư hương. Phía bên này là những con trâu đen, những con trâu trắng. Và phía bên này là những cái vạng nha mọi người nhá. Mỗi con sẽ là một cái vạng để mà cái hình này tượng trưng để mà cái lúc làm lễ. Chứ ngày xưa là sẽ dùng 9 con trâu thật mọi người nhá. Còn bây giờ là sẽ được xây dựng lại. Và những cái hình đá thế này tượng trưng ngày xưa là người dân ở đây đã khiến tới 9 con trâu như thế này. Ở đây gồm có 3 con trâu trắng và còn lại là những con trâu đen. 6 con trâu đen nhá. 3 trâu trắng và 6 trâu đen mọi người ạ.
Còn ở phía phía bên này, phía bên này sẽ là cái nhà thờ chính nha mọi người nhé. Đây, bên này là nhà thờ chính. Rồi tí nữa có gì thì mình sẽ đi lên đây để quay phim một số chi tiết gửi đến tất cả mọi người nhé. Đây là cái nhà thờ chính. Đấy, những cái hiện vật ở đây à, mọi người à, đi đây, đi tới đây mà tham quan thì mọi người cũng đừng có sờ vào mấy cái hiện vật nhá. Tại vì à, cái tục cái lễ ở đây là những cái hiện vật nó cũng rất là linh thiêng và nên kiêng kỳ, cấm kỳ, cấm sờ hiện vật mọi người nhá. Ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi lên đây để mà xem với lại à, có những cái à... À, đây. À, phía bên này cũng có cái cửa đi vào nhá, bên này cũng có cửa đi vào và bên này cũng có cửa đi vào. Khi mà đi vào đây thì mọi người nhớ để cái giày dép ở phía bên ngoài. Bên trong này cũng có 9 gian, mỗi gian sẽ là một mười mọi người nhé. Và đây, ở đây cũng có một cái bàn thờ của Mông Phượng nhé mọi người nhé. Và còn đi phía bên này sẽ là nướng trống. Trống nha. Đây. Tới phía bên này sẽ là mướng quáng. Đây mình thuộc mướng quáng mọi người nhé. Ở đây gọi là mướng quáng. Rồi. Tới phía bên này nữa. Ở đây thì có mướng trốn. Mướng trốn này, hiện nay thì đang ở quỳ hợp mọi người nhé. Còn ở đây thì có cái bàn thờ chính, đó là mướng mướng tôn. Đây, ở đây bàn thờ chính là mướng tôn nhé. Bây giờ mình sẽ xin phép đi qua bên này á. Rồi. Lúc nãy mình đi lên thấy bậc thang kia thoát hết cả mồ hôi. Rồi, còn ở phía bên này là bàn thờ của Mướng Miệng nhá. Mướng Miệng hiện nay là ở Quỳ Châu. Rồi, còn ở phía bên này nữa là Mướng Há Quèn, hiện nay cũng ở Quế Phong với Quỳ Châu. Phía bên này là mướng Chùn. Mướng Chùn thì đang thuộc huyện Quế Phong nhé. Rồi. Rồi phía bên này. Phía bên này là mướng Pắn. Mướng Pắn hiện nay cũng đang thuộc Quế Phong. Dạ vâng ạ, chào xin được chào tất cả các bác trong đoàn mình. Rất vui vì được đón tiếp đoàn mình đã về tham quan và dâng hương tại đền Chỉnh Gian. Trước hết thì cho cháu xin phép được giới thiệu với cả đoàn mình về một chút lịch sử của ngôi đền Chỉnh Gian ạ. Thưa các bác, ngôi đền Chỉnh Gian được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 14 tại Pú Chó Nhang, là ngôi đỉnh núi ở phía bên đối diện của chúng ta, là
thuộc bản Quảng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Và ngôi đền Chín Gian được có tên gọi là Pú Pỏm hay gọi là đền trên núi. Và ngôi đền được thờ Thèn Pha là thờ trời, Nàng Xì Đả là con gái của trời. Và ngôi đền được xây dựng bằng nhà sàn và làm bằng chỉnh gian. Ngôi đền thì được xây dựng bằng gỗ và lợp bằng nứa. Vào thế kỷ cuối thế kỷ thứ 18 thì ngôi đền được chuyển về tại Tến Pỏm hay còn gọi là Tến Quái, theo tiếng Kinh thì gọi là đền Hiển Châu. Và vào cuối thế kỷ thứ 18 thì đền được đặt tại địa điểm mà các bác đang đứng đây ạ. Vâng ạ, trong từ năm 1827 thì đến 2003 thì qua quá trình di tích lịch sử và nó bị mai một thì ngôi đền chỉ còn lại di tích. Vào năm 2006 thì ngôi đền được tôn tạo lại và được xây dựng khang trang như bây giờ và các bác đã về tham quan ạ. Ngôi đền thì được thờ với 9 mương, gồm có mương Tôn, mương Piệc, mương Miệng, mương Hin, mương Quảng, mương Chiềng và các mương mà các bác đang tham quan ở đây ạ. Đó là với ngôi đền Chín Gian. Về với ngôi đền Chín Gian thì hàng năm được huyện tổ chức vào lễ vào ngày 14, 15, 16 tháng 2 âm lịch hàng năm là tổ chức lễ hội của đền. Và đền cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cấp và công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2008 cho đến bây giờ. Vâng ạ, cũng như các bác đang đứng đây thì hiện tại ở ngôi đền Chín Gian, gian chính đầu tiên là mương Tôn, là mương chủ, có nghĩa là được đặt tại ở đây là gian chính là mương Tôn, và còn lại là các mương phụ mà các bác chúng ta sẽ chốc nữa chúng ta sẽ dâng hương ạ. Vâng ạ. Về với ngôi đền Chín Gian thì cũng vào các bác về cũng chuẩn bị cho dịp lễ lễ hội. Thì trong lễ hội thì cũng có các hoạt động phong trào văn hóa. Và đặc biệt là cũng giới thiệu với các bác là vào dịp lễ thì có lễ hiến trâu. Là hàng năm sẽ dâng trâu để cúng tưởng nhớ những người lập ra bản mương để mong rằng cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân có thể phát triển kinh tế xã hội. Đó là với lễ hội. Trong phần lễ hội thì có các hoạt động như văn hóa, văn nghệ, rồi các trò chơi dân gian như ném còn, rồi là nhảy sạp, rồi tò lẻ, các môn bắn nỏ, các môn thể thao là trong cái khung của lễ hội. Đó là đối với đền Chín Gian. Và cũng trong buổi tối thì cũng của ngày 15 ấy thì có tổ chức là lễ người đẹp đền Chín Gian vào tối ngày 15. Và khi các bác di chuyển về tham quan phía bên kia thì có các ngôi nhà trại là của các xã thị trấn khi về tham dự lễ hội. Đó là với ngôi đền Chín Gian. Cùng giới thiệu với các bác một chút là khi mà mình ngược về phía dưới chân đền thì có bến tắm, gọi là bến để tắm trâu. Trâu trước khi đưa về hiến ở trên đền thì trâu phải được tắm sạch sẽ mới đưa mang về đền. Thì sẽ ở dưới chân đền là có bến tắm. Và từ bến tắm đi về thì sẽ qua hai am. Và từ am lên đến đền thì qua 164 bậc là lên đến đền. Thì trong khuôn viên sân của đền thì có trưng bày 9 con trâu, trong đó có 6 con trâu đen và 3 con trâu trắng. Trước mỗi con trâu thì có một mỗi một con trâu là có một cái âm, thì ở đằng trước trâu để đựng hứng nước mưa. Đó là về với sân của đền Chín Gian. Và các bác hiện tại đang đứng đây là gian chính của đền. Các bác sẽ dâng hương tại mương Tôn. Và trong sau khi dâng hương thì ở trên đền cũng có bên cạnh là để thờ Phật và thờ Bác Hồ, với cũng một mong muốn là khi chúng ta di chuyển về phía tay phải ở bên kia phía sau đền là có gian để thờ Phật và thờ Bác Hồ. Với người Thái thì cái công mà người đã lập ra bản mường luôn là được người dân tôn trọng và kính thờ phụng, thì cũng có một gian
để thờ Bác Hồ và thờ Phật ở đấy ạ. Vâng ạ. Và sau khi các bác dâng hương ở đây thì chúng ta sẽ di chuyển về phía bên kia để dâng hương tại thờ Phật và thờ Bác. Vâng ạ. Đói hỏi phải là không phải thí người đẹp đến chỉnh giám nhưng người đẹp nhất là được chọn làm thiên binh đúng không? Dạ không ạ. Dạ, bây sau đây cháu mời các bác sẽ dâng hương. Hôm nay thì sơ qua như vậy. Ngày mai sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người cái lúc mà diễn ra cái thời khắc làm lễ mọi người nhá, để mình ra đây hoặc là có thể là mình ra muộn cũng được, nhưng mà mình sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem những cái lễ hội được tổ chức như thế nào. Với lại phần mổ trâu hay là phần làm lễ cúng tế các kiểu như thế nào thì mình cũng sẽ quay để mà up lên cho tất cả mọi người cùng xem nhé mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi về đó. Giờ cũng chập tối rồi. Và mình sẽ đi xuống. Sau đó sẽ đi về. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người ngày mai nhá.